Chân nó ngắn, gọi chim trống nó ngắn. Hàng tháng kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với kênh chủ đề săn bẫy giải trí phiêu lưu. Mình là Hoàng Thắng. Hôm nay Thắng lại cùng anh em đi bẫy chim cút trải nghiệm vào buổi trưa chiều đây anh em. Đó, thì hôm nay Thắng lại bẫy cút bằng hai bộ giò cô gái anh em ạ. Đó, Thắng mới khoác vào đây anh em. Đây, đó. Thì bộ giò cu này thì Thắng sẽ cắm ra hai bên để đón đường anh em ạ. Đây, thì mình tí nữa mình sẽ đón hai bên lụp này. Không, mình hôm nay sẽ không gài lụp ra nữa anh em ạ. Chủ yếu là để mang con chim mồi về lụp để gần như này để chủ yếu mình làm mồi dụ về mà anh em. Đó, thì anh em cùng nhau theo dõi kèo này. Hôm nay Thắng bẫy cút bằng giò cu xem hôm nay nó có thú vị như mọi khi Thắng bẫy chia sẻ lên kênh cho em xem không. Thì anh em nhau cùng nhau theo dõi clip này anh em nhá. Đây anh em. Này cắm hai bộ giò đón luôn anh em ạ. Đó. Đây. Đây anh em ạ. Thắng không cắm sát lồng luôn anh em. Đấy, để con nó dụ con trống vào anh em ạ, trống nó kêu ngoài. Xong ghê đấy. Thắng không cắm không gài lụp ra luôn anh em ạ. Đó. Xong ghê anh em ạ. Đây chỗ kia là Thắng đón một bộ giò đây anh em ạ. Đấy, chân giò đây anh em. Đó. Yeah, nó quẩn ghê thật anh em ạ. Đó. Ở chỗ này là Thắng cắm một bộ đón đây nữa anh em. Đây. Chân giò đây anh em. Đó. Đấy, bây giờ thì vào nhân vật chính anh em. Đó. Nó sung mà anh em, trống nó gọi đi lại về luôn anh em ạ. Vì anh em sùng quá anh em ạ. Chuẩn bị bước qua tháng 9 rồi nên là ngồi vẫn sùng anh em ạ. Đó, đó đấy. Đấy. Mắc rồi anh em ạ. Đó. Để xem nó dụ con chim trống này đây anh em ạ. Đó. Này bẫy bằng giỏ cũng khá thú vị anh em. Nếu mà có con chim trống nào là nó cũng mắc cả trống anh em ạ. Đó. Ủa. Đây, cái dây thít Thắng buộc vào đây này anh em ạ. Đó. Bộ giò nó kéo ra đây này. Đây, giờ lại trải nghiệm và gỡ giò đây anh em. Đó, nó quẩn vào kia luôn anh em ạ. Đó. Ok anh em ạ. Giờ thì ra lụm rồi. Kẹp con trống anh em. Đây, trống anh em. Trong đây nha. Xem một trong. Một trong đây nha. Anh em chân giò đây anh em ạ. Lắm anh em ạ.
em ạ. Giờ cũng cũng mắc đấy. Kèo này sơn đôi đấy anh em. Đó, nó không biết gì luôn. Mắc sâu quá anh em ạ. Đó. Rồi, đẹp được cả trống lẫn mái anh em ạ. Đấy. Đó anh em thấy chưa? À, nó mát chân này anh em ạ. Đó, tính ra lượm con mái trước nhưng mà lại thấy con trống này nó rất luẩn quẩn đây anh em ạ, lượm nốt anh em ạ. Đó, phải bằng giò cua với anh em nhé. Đấy. Đây, con mái đây anh em. Đây. Đó, thú vị cho anh em. Đây con chim mái nhá. Hôm nay bẫy xiên đôi luôn nhá. Đó. Rồi, đây là con chim mồi đây. Thắng chuyển hai bộ giò ra để đón bẫy luôn con chim trống nữa anh em ạ. Đó. Khá là thú vị đấy. Rồi giờ ra lụm luôn cả đôi anh em ạ. Đấy anh em ạ. Kèo này thì lụm cả đôi luôn, cả trống và mái luôn anh em ạ. Bẫy giò cua khá là thú vị đấy. Thì con mái này mà thắng tính ra bắt rồi xong là chuyển kèo nhưng mà thấy con trống nó hài quá anh em ạ, nó cứ đi đi lại lại đây thì buộc luôn con chim mái ở đây anh em. Này, béo ú luôn anh em ạ. Đó. Hay thắng cột cái chân ở đây để dụ con chim trống này anh em. Thì bộ giò thắng kéo ra kia rồi. Còn bộ ở chỗ này ấy, chỗ tay ấy thì dính con trống ở ngoài này rồi anh em ạ. Đó. Này. Đấy. Ui, ui. Rồi. Quả này là gỡ mắc phê luôn anh em ạ. Đó. Đây anh em. Dây thít ở dây liên kết đây. Đấy, nó quấn như thế này thì gỡ sao đây anh em. Đó, đây, chiến lợi phẩm của anh em đây. Con trống này nữa anh em ạ. Đây anh em ạ. Một tay đâm ra là một tay cầm máy quay quay không rõ cho anh em xem được. Mắc vào đúng chỗ này luôn anh em ạ. Đấy. Đấy anh em thấy chưa? Cái khuyền về tí luôn anh em ạ. Đây anh em. Một cặp chim cốt bổi nha anh em nhá. Hôm nay bẫy bằng giò cua xiên đôi luôn anh em ạ. Nói chung là kèo này thì thắng bẫy giải trí bẫy muốn bắt lấy một đôi thôi. Còn bình thường thì thắng bẫy chỉ bắt lấy con mái xong là chuyển kèo luôn anh em. Nói chung là bẫy cốt thì nó quá là đơn giản rồi. Thôi, nói chung là clip này nó cũng khá là dài rồi. Hôm nay Thắng xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn tất cả em đã theo dõi hết clip bẫy chim cút của Hàng Thắng anh em nhé. Anh em thấy clip hay, thú vị nhớ like, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hàng Thắng anh em nhé. Rồi, cuối cùng thì Hàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em nhé.